Bạn đang lắng nghe Bay Một Ngày Đàn, kênh podcast dành riêng cho khách hàng bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, nơi gặp gỡ những nhân vật thú vị, những câu chuyện chưa từng được kể, nơi để bạn tận hưởng trọn vẹn hành trình với đa dạng trải nghiệm chỉ trong một chuyến bay. Xin chào quý vị thính giả yêu quý của Bay Một Ngày Đàn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch tới một miền đất mà có lẽ là tất cả người dân Việt Nam chúng ta không ai là chưa từng nghe tới. Đó chính là thủ đô Hà Nội thân yêu. Và hướng dẫn viên du lịch của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một người con của Hà Nội. Xin giới thiệu nhà văn Trương Quý, một người cũng đã có rất nhiều những sáng tác hay về Hà Nội, như là Tự Nhiên Như Người Hà Nội này, Mỗi Góc Phố Một Người Đang Sống, rồi Hà Nội Bảo Thế Là Thường, hay là Triệu Dấu Chân Qua Những Cửa Ô. Xin kính chào thính giả đang lắng nghe chương trình podcast của Vietnam Airlines. Chào Xuân Quỳnh. Tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự được ngồi đây cùng nói chuyện với cả Quỳnh. Theo ngôn ngữ các cụ ngày xưa, được hầu chuyện. Ở Hà Nội thì khi mà tôi đến với vùng đất này để sinh sống thì có một câu cửa miệng mà tôi nhận thấy rất nhiều người Hà Nội hay nói: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà có lẽ là khi mà nhắc về Hà Nội thì chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để nói. Với thế hệ trẻ như Xuân Quỳnh chẳng hạn, ở khu vực miền Nam đến với Hà Nội sinh sống thì một ca khúc rất là quen thuộc và gắn với thế hệ sinh viên, Hà Nội Cho Đá Vỉa Hè của Đinh Mạnh Ninh, rất là nhớ ca khúc đó. Cho tôi xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua, cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui. Khi mà nhắc đến trà đá vỉa hè thì nhớ đến cái khung cảnh nó rất là sinh viên, nó rất là tươi mới và năng lượng. Nhưng theo anh Quý thì cái văn hóa trà đá vỉa hè này là nó xuất phát từ đâu, nó có từ khi nào, và vì sao người ta lại yêu thích cái không gian này đến như thế? Cái việc trà đá vỉa hè đương nhiên là nó phải phụ thuộc vào cái nguồn làm đá này. Thì phổ biến sau này khi mà sản lượng điện và các cái máy làm đá hoặc là tủ lạnh gia đình có thể làm đá được là phổ biến. Trà đá nó có một cái thứ khác với chè kia ở chỗ là nó có cảm giác giải khát hơn, có thêm đường nữa, chanh chẳng hạn, thì thành ra là trà như là trà chanh, cũng là một cái biến thể của trà đá. Thì nó thành ra một cái món ôi dồi ôi hot lắm cách đây một thời gian ấy, quanh những cái phố như nhà thờ hay là những cái khu mà sinh viên đông học sinh đến ấy, rất là quyến rũ các cái tâm hồn gọi là trẻ tuổi. Với những thế hệ trước thì có lẽ là người Hà Nội sẽ thường hay nhắc đến một thú thưởng trà cũng rất là công phu, rất là tao nhã. Với anh Quý thì sao, anh có thể chia sẻ thêm một đôi điều về cái thú thưởng trà tao nhã của người Hà Nội không? Có một số ngữ liệu văn hóa, như là các tác phẩm văn học ấy, nói đến uống trà của người Thăng Long rất là cầu kỳ. Câu chuyện trong Vắng Một Thời của Nguyễn Tuân kể về cái thú uống trà rất là phức tạp của các cụ gọi là nho học thời xưa ấy. Họ phải làm nào, họ phải lấy nước từ một cái giếng rất là thanh sạch trên một cái ngọn đồi ở một ngôi chùa. Thì Hà Nội có một cách họ làm trà sen, từ sáng ra giữa hồ Tây có những cái đầm sen, chọn bông hoa sen to và nó hé ra, thì họ sẽ cho cái trà vào trong cái bông sen đó mà họ buộc lại cái túm đấy. Đến sau một ngày họ sẽ lại ra, họ thu hoạch bông sen đó về. Tất nhiên là ngoài trà sen có trà nhài, một số các cái phương tiện loại hương liệu khác. Và tôi thấy thích nhất ở đây ấy, là cách thức mà người Hà Nội và người ngày xưa nói chung họ biết cách khai thác những cái lợi điểm từ thiên nhiên. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là cũng có thể khai thác những lợi thế của kỹ thuật khi mà chúng ta có thể uống trà sen quanh năm. Có những loại trà sen mà tôi thấy ở Hồ Tây người ta cũng có thể là hút chân không, đóng gói rồi để ngăn đá để mình có thể di chuyển, vận chuyển đi xa, gửi đến những người thân ở những khu vực xa hơn. Nhưng mà dù gì thì gì nó vẫn là quan trọng nhất là người uống cùng và người rót chén trà cho mình. Thú thực với anh Quý và quý vị thính giả, đó là Xuân Quỳnh là một người con sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên.
Cho nên từ tuổi thơ của Quỳnh là đã gắn bó với mùi hương của cà phê rồi, rất yêu cà phê. Và khi đến với Hà Nội sinh sống thì đúng là cái thói quen và cái ký ức của mình về cà phê nó rất là đong đầy. Cho nên cũng tìm những hàng quán nào có cà phê ngon để uống. Và khi mà Quỳnh hỏi những người bạn của Quỳnh ở Hà Nội thì mình sẽ có cà phê nào là đặc trưng, đến đâu để uống, thì người bạn đưa Quỳnh đến ngay một quán cà phê rất nổi tiếng ở trên con phố Nguyễn Hữu Huân. Chắc là anh Quý cũng biết đó là món cà phê trứng của Giảng Cà Phê. Khi mà uống cà phê trứng vào mùa đông thì thực sự cảm giác rất là tuyệt vời. Nếu mà Quỳnh nhìn thấy cái biển của cà phê Giảng thì thấy là từ 1946 đúng không? Vâng, đúng rồi. Nghĩa là cũng chưa phải là của một thời quá lâu. Nhưng mà nghĩ lại mà xem, món phở, thật ra món phở cũng chỉ xuất hiện ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thôi. Nó không xưa đâu. Đấy, vì đến món cà phê thì cũng chỉ sau đấy có mấy chục năm ấy. Nó gắn với cái sự phát triển của đô thị Hà Nội trong giai đoạn kinh tế khó khăn ấy, cái nguồn cung về kem béo hay là về các loại sữa ấy, không có thì người ta vận dụng một cái thứ nhất là dùng trứng để đánh lên thành ra là loại một cái giả lớp kem ấy, thì cũng xuất phát từ một cái sự biến thể, cái sự sáng tạo của dân Hà Nội ấy. Nhưng mà cái sự đặc biệt của cà phê trứng ở Hà Nội nó đậm đến nỗi mà tôi thấy là tôi thấy ngạc nhiên ấy. Trên truyền thông thế giới mà như cái cà phê trứng là ngay rằng là có dẫn đường link đến ở Hà Nội luôn. Thì tôi nhớ đến câu chuyện là nó vẫn có đời sống cho một thế hệ trẻ. Còn cà phê Đinh ở 13 Đinh Tiên Hoàng là cái nơi mà gắn với rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên lên đó. Và để trải nghiệm không gian nhìn cái ban công, nhìn xuống Hồ Gươm. Và trong những cái tách cà phê nói chuyện với nhau, câu chuyện của tuổi trẻ, thì cà phê trứng là một lựa chọn rất được yêu thích. Và một lý do mà cà phê trứng rất yêu thích nhiều nữa vì là nó rất là hợp khẩu vị của các bạn nữ, là cái trung hòa cái độ đặc, độ đắng hay là cái sự khó uống của cà phê gốc. Thế nhưng có phải là Hà Nội chỉ có cà phê trứng hay không, và cà phê ở Hà Nội có những văn hóa nào riêng theo cách của Hà Nội ạ? Cà phê là một chỉ dấu của sự quốc tế hóa rất là sớm của Hà Nội. Sau khi mà người Pháp bắt đầu thiết lập chế độ thuộc địa ở Bắc Kỳ ấy, vào năm 1884 thì ngay năm 1885 đã có quán cà phê đầu tiên ở phố Tràng Tiền do một phụ nữ người Pháp mở ra. Đầu tiên thì phải nói đến cái gọi tên cà phê ấy. Thì Hà Nội gọi cái cà phê theo cái cảm quan hình thức đem lại cho họ, như là nâu nóng hay là đen đá chẳng hạn. Như Xuân Quỳnh ngày xưa khi mà ra Hà Nội đó, có vào quán cà phê và gọi là chị ơi cho em một ly sữa đá, và thế là người ta mang ra một ly sữa cộng với đá chấm hết, không có cà phê. Vì trong khu vực miền Nam thì tên gọi nó khác. Nó thấy sự bản địa hóa ngay từ cách nhìn. Thứ hai là trước đây do cà phê cũng coi là đắt tiền, hay là khung cảnh gọi là uống cà phê là phải hơi sang một chút, mà không gian như kiểu cái salon ấy phải có trang trí một chút này, vách gỗ rất là cầu kỳ hay là treo những bức tranh. Chúng ta đã biết một cà phê Lâm rất lừng danh của Hà Nội đúng không? Nơi các văn nghệ sĩ một thời bao cấp của chiến tranh lui đến, và có những bức tranh rất nổi tiếng của những danh họa Việt Nam đã hiện diện ở đó. Có thể nói những bảo tàng văn hóa của Hà Nội. Còn cái văn hóa cà phê của Hà Nội có một cái sự du nhập và sự chuyển hóa, tôi nghĩ là cũng theo thế hệ. Các thế hệ sau thì cũng đã có những cái thức khác như cà phê chuỗi của các thương hiệu này, hoặc là các không gian cà phê bắt đầu mở ra và đại chúng dần ý. Và một điều nữa cũng rất là mang tính Hà Nội mà khi nhắc tới, đó phải nói đến bia hơi vỉa hè. Đây có lẽ là một thức uống mà rất nhiều cánh mày râu yêu thích, nhất là trong dịp mùa hè và buổi chiều. Mà cứ khoảng tầm thời tiết cứ 35 độ trở lên mà nghĩ đến cốc bia hơi là thích lắm. Người ta nói là gần mực thì đen, nhưng mà với các anh tôi thấy là có câu là gần mực thì bia, đúng không anh Quý? Không biết là Quỳnh có biết bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến nhắc đến bia hơi không? Một bài hát Diva Hà Trần đã từng hát đúng không? Đúng rồi, bài hát Ngẫu Hưng Phố. Ngẫu Hưng Phố. Hà Nội cái gì cũng vui, dù nhau ra phố bia hơi bia hè, đúng không ạ? Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội cái gì cũng vui, dù nhau ra phố bia hơi vỉa hè.
bia là một cái phương thức uống cũng rất nhanh chóng được người Việt Nam hưởng ứng. Sau khi giải phóng thủ đô thì nhà văn Tô Hoài có kể là lúc đấy người Hà Nội bắt đầu tập uống bia. Tức là họ pha cả siro vào bia để uống cho nó quen ấy. Câu chuyện như là xếp hàng mua bia hơi ấy, một thời bao cấp thì nó thành huyền thoại. Nó kể là ngày xưa ở cạnh nhà hát lớn Hà Nội có một quán bia ở phố Cổ Tân. Thì khi mua bia hơi lúc đấy đông quá và nguồn cung nó không có nhiều, thế là mỗi ông đến uống chỉ được uống một cốc thôi. Và xếp hàng nào thì họ có một cái dây thép dài để ngồi hàng cuối đến hàng đầu ấy. Thì là dây thép đấy mọi người có cái tích kê đục lỗ mà họ cũng phải di dịch cái tích kê đấy vào đến quầy, thì cái người bán ấy họ sẽ căn cứ cái tích kê đấy và họ rót bia ra. Có nhiều chuyện ly kỳ quanh cốc bia hơi Hà Nội lắm. Nó sẽ cho thấy là người Hà Nội vừa có cái gì đấy rất là cầu kỳ trong cái việc chọn thức uống, nhưng cũng lại một cái gì đấy dân dã, một cái đời sống cũng thoải mái linh hoạt hơn, nó bớt đi cái tính nghiêm cẩn. Vâng, tất cả đều như là một điều để kết nối chúng ta với nhau. Ngày xưa có miếng trầu là đầu câu chuyện, còn bây giờ chúng ta có rất nhiều thứ để mở đầu câu chuyện, đúng không anh? Để mở lòng hơn với nhau. Và tôi thấy là ở Hà Nội hình thành ra những cái khu vực dành cho người nước ngoài mà chủ lực là bia hơi. Quỳnh có biết đến một nơi gọi là ngã tư quốc tế Hà Nội không? Vâng, ở trên phố cổ Tạ Hiện phải không ạ? Đúng rồi, Tạ Hiện là Lê Ngọc Quyến. Vâng. Và như chúng tôi đã thấy, ai cũng cầm cốc bia và uống giống như Việt Nam, nghĩa là chúng ta có một đĩa mực nướng đúng không? Cần một tí bia rồi lạc luộc chẳng hạn, thì nem chua. Nó vừa là một cái sản phẩm có chất ngoại nhập từ gốc rễ của nó, nhưng mà biến thành một cái thứ rất Hà Nội. Thì bia hơi có lẽ là một thứ sẽ rất là phù hợp để mà giới thiệu một Hà Nội đối với người nước ngoài. Chúng ta thấy là một không khí náo nhiệt, không khí rất là sôi động, khí huyên náo, cái gì đấy rất phấn khích, và bổ sung cho một không khí trầm ngâm của những chén trà nóng trong các quán nhỏ. Chúng ta nhớ câu chuyện mà Tổng thống Mỹ đến Hà Nội ăn bún chả và nhất định là phải uống bia hơi Hà Nội chẳng hạn. Thì gần đây thì thấy là Thủ tướng Úc chẳng hạn cũng uống bia hơi. Và tôi nghĩ rằng bia hơi Hà Nội là một cái nhận diện của một cái không gian xã hội rất là thú vị. Cảm ơn anh Quý rất nhiều với những chia sẻ của anh ngày hôm nay, để cho quý vị khán giả có thể thấy được một Hà Nội rất là gần gũi. Mặc dù đó là những cái câu chuyện mà biết rồi khổ lắm, nói mãi. Thế nhưng chúng ta sẽ còn nói mãi về Hà Nội phải không anh Quý? Cảm ơn bạn đã có những cuộc trao đổi với tôi về đồ uống Hà Nội. Nên qua đây tôi cũng nghĩ tôi cũng học được thêm nhiều kiến thức khác về cách thức mà mọi người nghĩ về Hà Nội. Đôi khi mình cũng không đóng khung mình ở một cái dữ liệu, một câu chuyện đã quen thuộc nữa. Mình thấy một cái mới chính với chính mình. Vâng, và hy vọng là đó cũng là những điều mà quý thính giả của podcast Bay Một Ngày Đàn của Vietnam Airlines ngày hôm nay cũng có thể cảm nhận được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và trọn vẹn. Và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Bay Một Ngày Đàn.